Trong năm 2022 thì nhiều khả năng là số tài khoản mở mới hàng tháng sẽ loanh quanh cái ngưỡng 100.000 như trong 2021. Nên mình kỳ vọng là lượng tiền mới từ nhóm nhà đầu tư F0 sẽ tăng lên. Với data mình đang có thì trung bình một tài khoản F0 mở mới thì lượng tiền nạp vào nó sẽ rơi vào khoảng 100 tới 200 triệu đồng. Hello mọi người, lại là Hải đây. Như vậy thì chúng ta đã trải qua một cái tuần trước khi mà thị trường nó giảm te tua đúng không các bạn? Trong tình hình này thì mình sẽ live ra làm một cái video về triển vọng thị trường năm 2022 thôi. Nhưng mà góc độ này thì mình sẽ nói nhiều về góc độ dòng tiền nha, chứ không có nói quá nhiều về kinh tế vĩ mô. Tại vì kinh tế vĩ mô thì các bạn có thể đọc được trên báo chí rồi. Phần vĩ mô thì mình cũng sẽ nói một tí thôi ở cái video kế. Chứ trong cái video này thì mình chỉ có nhấn mạnh sơ qua về cái chủ trương của chính phủ trong kỳ họp quốc hội bất thường vừa qua, thì rõ ràng là cái chính sách nới lỏng tiền tệ và nới lỏng tài khoá cho năm 2022 gần như là chắc chắn để mà phát triển kinh tế. Theo đó thì các hạng mục đầu tư công và chính sách lãi suất mềm dẻo là những yếu tố được thị trường trông đợi. Cái vấn đề chúng ta cần biết là trong cái điều kiện chính sách như thế này thì nó sẽ tác động như thế nào tới dòng tiền trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta cùng phân tích cái hình sau đây nha. Chúng ta cứ nói là dòng tiền là do nhóm F0 đẩy, nhóm nước ngoài đẩy, nhưng mà thực sự là nhóm nào đẩy thì chúng ta cần phải bóc tách nó ra rõ ràng thì mới thấy được. Thì đây là cái phần sở hữu của các bên đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Thì các bạn thấy ở đây là nhà đầu tư cá nhân họ sở hữu 41% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường. Thứ hai là cổ đông nhà nước, họ chiếm 29% trong tổng số doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường. Thứ ba là nhà đầu tư ngoài chiếm 17% trong tổng số doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường. Và cuối cùng là cổ đông lớn trong các doanh nghiệp thì họ chiếm 14% sở hữu. Thì các bạn thấy ở đây là đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân nè, là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đó nha, thì cái tỷ lệ sở hữu của họ đã tăng 6,3% vào cuối năm 2021 so với tháng 6 năm 2021, tức là trong vòng 6 tháng qua là họ tăng 6,3%. Đối với nhóm cổ đông nhà nước thì họ bị giảm 2,7% so với tháng 6 năm 2021. Và đối với nhà đầu tư nước ngoài thì họ cũng giảm 1,5% so với tháng 6. Và đối với nhóm cổ đông lớn trong các doanh nghiệp thì họ cũng bị giảm 2,1% so với tháng 6. Cái thời điểm mình vẽ cái chart này là ngày 31 tháng 12 năm 2021 nha các bạn. Thì chúng ta thấy là từ tháng 6 tới tháng 12 chỉ có duy nhất cái nhóm F0 là cái nhóm nhà đầu tư cá nhân là tỷ lệ của họ tăng trên thị trường. Như vậy thì có thể nói là đây là một cái chart mà nó thể hiện được là cái lực đẩy chính trên thị trường trong 6 tháng vừa qua rõ ràng là của từ nhóm nhà đầu tư F0, đúng không? Những nhà đầu tư mà có tài khoản mở mới, những cái tài khoản cá nhân rất là nhỏ, chỉ có 100 triệu, có thể là 300 triệu thôi, nhưng mà tổng cộng lại thì cái lực đẩy của họ rất là lớn. Thì cũng rất là cảm ơn công ty chứng khoán BSC là họ đã thống kê cái chart này. Ok, thì để hiểu hơn cái chuyển dịch và chuyển động các nhóm này á, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phân tích từng nhóm nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào nhóm cổ đông nhà nước, xem họ đã làm gì trong những năm qua. Thì các bạn nhìn giùm mình cái hình này, thì chịu khó nhìn tiếng Anh chút xíu nha. Ở đây thì cái chart này là do công ty chứng khoán BSC họ vẽ ra đó, thì không có mang tiếng Việt. Thì ở đây là một cái chart mà nó thể hiện là cái mục tiêu thoái vốn của họ, tức là expected divestment, đúng không? Và cái thực sự thoái vốn của họ trong từng năm, trong giai đoạn từ 2017 tới năm 2021. Thì các bạn thấy là cái kỳ vọng thoái vốn của họ là expected divestment là rất là cao. Từ năm 2017 tới 2021 là có khuynh hướng tăng dần lên, đúng không? Tuy nhiên, cái mức độ hoàn thành, tức là cái cột xám lùng lùng kế bên nằm bên phải, thì các bạn thấy rất là thấp so với cái cột kỳ vọng. Thông thường thì chúng ta thấy là nó chỉ bằng khoảng 10% cho tới khoảng 20% thôi. Đặc biệt là các bạn thấy trong năm 2017 thì họ thoái vốn được khá là tốt, là khoảng 30 tỷ. Đó, tuy nhiên sang 2018 thì do thị trường nó sập, thì tự nhiên cái mức độ thoái vốn nó giảm đi hết 70% liền. Từ năm 2018 tới năm 2021 thì nhà nước vẫn cố gắng thoái vốn khỏi các công ty niêm yết để thu tiền về cho ngân sách. Tuy nhiên thì phải nói là cái tốc độ này tuy nó có tăng lên nhưng mà nó vẫn khá là thấp. Các bạn thấy không? Ví dụ trong năm 2021 đi, thì nhà nước có kỳ vọng là thoái vốn khoảng 90 tỷ đô đi, sắp xỉ 90 tỷ đô. Nhưng mà cuối cùng là thực ra chỉ thoái được khoảng chừng 17 tỷ thôi. Đó, tức là mức độ hoàn thành chỉ khoảng đâu đó mười mấy phần trăm thôi. Ok, thì đây là danh sách những cái tập đoàn nằm trong danh sách thoái vốn
các bạn thấy ở đây á, là có tập đoàn FPT nè, đó, tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn Bi Sài Gòn, tập đoàn Dệt May Việt Nam, tập đoàn Sông Đà, tổng công ty vật liệu xây dựng số 1, công ty C Product, Nhựa Tiền Phong hay là tập đoàn Bảo Minh. Thì đây là những cái công ty lớn, tập đoàn lớn nằm trong danh sách thoái vốn của nhà nước. Ok, bây giờ chúng ta sang nhóm thứ hai là nhóm nhà đầu tư nước ngoài nha. Đây là cái chart thể hiện cái dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài ra vào thị trường Việt Nam trong những năm qua. Thì các bạn thấy năm 2020 và 2021 là hai năm rút ròng rất là mạnh của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Các bạn thấy cụ thể ở đây là 2020 họ rút 876 triệu đô và 2021 họ rút 2.750 triệu đô, tức là 2,7 tỷ đô. Cái điều này cũng không lạ các bạn, bởi vì hai năm vừa qua là các quốc gia như là Mỹ hay là EU họ nới lỏng chính sách tiền tệ để mà họ kích thích kinh tế sau Covid. Thì cái việc nới lỏng chính sách tiền tệ làm cho lãi suất của họ trở nên rất là thấp và thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh. So với thị trường mới nổi thì rõ ràng là rủi ro của thị trường phát triển nó thấp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chứng khoán như năm vừa qua thì cũng là mười mấy phần trăm, 20%. Như vậy thì tội gì mà dòng tiền nước ngoài nó không quay về thị trường Mỹ, đúng không các bạn? Đó là cái lý do làm cho thị trường Việt Nam nó bị rút ròng hai năm qua. Tuy nhiên, sang tới năm 2022 thì quan điểm của mình sẽ là một năm đảo ngược cho các thị trường mới nổi. Bởi vì đây là một năm mà các nền kinh tế lớn như là Mỹ hay là châu Âu sẽ bắt đầu thu hẹp các gói kích thích kinh tế. Cụ thể là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào ngày 25 tháng 1 khi mà Fed có cuộc họp đầu tiên và khả năng là việc nâng lãi suất Fed rate sẽ được công bố. Thì bạn biết rồi đó, nguyên nhân chính làm cho dòng tiền rút khỏi thị trường mới nổi, không chỉ riêng Việt Nam, là do môi trường lãi suất ở Mỹ thấp dẫn tới thị trường chứng khoán tăng mạnh. Tuy nhiên, khi mà lãi suất ở Mỹ bắt đầu tăng lên và thị trường chứng khoán Mỹ dự báo sẽ chỉ tăng khoảng 5-6% trong năm 2022 thôi, thì dòng tiền sẽ dần quay trở lại thị trường mới nổi các bạn. Cần nhớ là Việt Nam chúng ta không những không thắt chặt mà còn nới lỏng tiền tệ và nới lỏng tài khoá năm 2022. Nên thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo là sẽ tăng khá là tốt năm nay đó, khoảng từ 20-25% theo 5-6 công ty lớn mà bữa giờ mình gặp bên chứng khoán. Do đó thì quan điểm của mình là dòng tiền ngoại sẽ khả quan hơn trong năm 2022. Nhóm thứ ba là nhóm cổ đông lớn của các doanh nghiệp niêm yết các bạn. Chúng ta đã thấy 2022 có vẻ như sẽ là một cái năm gọi là nó tốt hơn 2021 vì chúng ta bước sang giai đoạn hậu Covid và nền kinh tế thì kỳ vọng là sẽ khởi sắc hơn. Cộng với các gói kích thích kinh tế của chính phủ thì mình cho rằng sức khỏe của các doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Trong điều kiện mọi thứ thuận lợi hơn thì nhóm cổ đông lớn của các doanh nghiệp nhiều khả năng là sẽ tăng tỷ trọng nắm giữ của họ. Nhóm này tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu sở hữu như mình đã đề cập ở trên, nhưng lại có vỏ các bạn. Tưởng tượng đi, nếu một ông CEO hay là ông chủ tịch mà bán ra quá nhiều thì đương nhiên là các nhà đầu tư F0 cũng sẽ dẫm chân lên nhau mà chạy thôi, đúng không? Các bạn thấy vụ FLC gần đây là biết liền à. Ok, thì đó là nhóm cổ đông lớn các doanh nghiệp thì mình kỳ vọng là sẽ tốt hơn. Nhóm cuối cùng và cũng là nhóm quan trọng nhất, đó chính là nhóm nhà đầu tư cá nhân, hay chúng ta hay gọi là nhóm F0 á. Thì đây chắc hẳn là nhóm hấp dẫn nhất và đáng phân tích nhất thời điểm này, vì gần như là cái lực tăng khủng khiếp của nhóm này trong thời gian vừa qua nó kéo chỉ số tăng rất là mạnh, đúng không? Cả năm 2021 thì ta có hơn 1,3 triệu tài khoản F0 mở mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp cho tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường đạt 4,1 triệu tài khoản vào cuối 2021. So với dân số Việt Nam thì mức độ thâm nhập của thị trường chứng khoán ở Việt Nam khoảng 4%, tức là vẫn chưa có nhiều các bạn, còn rất là thấp so với các quốc gia châu Á khác, khoảng từ 15-20%. Số dư tiền ký quỹ của các nhà đầu tư F0 theo ước tính của các công ty chứng khoán lớn thì nó là khoảng 80-90 ngàn tỷ vào cuối 2021. Sang 2022 thì nhiều khả năng là số tài khoản mở mới hàng tháng sẽ loanh quanh cái ngưỡng 100 ngàn tài khoản như năm ngoái, nên mình kỳ vọng là lượng tiền mới từ nhóm F0 sẽ tăng lên mạnh nha. Với data mình đang có thì trung bình một tài khoản mới sẽ có một lượng tiền nạp vào khoảng 100-200 triệu đồng. Chúng ta lấy mức sàn là 100 triệu đi cho nó gọi là khiêm tốn ha. Thì nếu 2022 có khoảng 1,3 triệu tài khoản mới thì số tiền đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam là sẽ rơi vào khoảng 130.000 tỷ, tức là 5,7 tỷ đô các bạn. Ngoài cái yếu tố tài khoản mới thì tình hình cho vay margin tại các công ty chứng khoán cũng có ảnh hưởng rất quan trọng tới lực đẩy của nhà đầu tư F0. Thì tại thời điểm tháng 12 năm 2021 thì tổng số dư margin tại các công ty chứng khoán công bố là khoảng 6,3 tỷ đô. Tuy nhiên con số thực tế theo mình là phải tầm 9-10 tỷ các bạn.
vì con số trên sổ sách thì lúc nào cũng thấp hơn con số thực tế. Nhìn chung thì năm 2022 sẽ là một năm tốt để các công ty chứng khoán phát triển mảng margin lending, tức là cho vay margin, vì có 3 lý do sau. Thứ nhất là chính sách nới lỏng tiền tệ, nó giúp cho việc huy động vốn margin dễ dàng hơn từ cái mảng tín dụng. Đương nhiên là cách làm thì hơi lòng vòng một chút nha, thì mình cũng không tiện nó ra ở đây. Thứ hai là việc huy động vốn từ trái phiếu doanh nghiệp diễn ra rất là thuận lợi trong thời gian gần đây, nên các công ty chứng khoán họ tích cực họ làm cái này. Và thứ ba là trong điều kiện thị trường hiện tại thì công ty chứng khoán dễ dàng huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu. Theo mình thì ba nguyên nhân trên sẽ giúp cho dòng tiền từ margin trở nên dồi dào trong năm 2022, theo đó giúp cho nhà đầu tư F0 có tiền rủng rỉnh hơn để chơi game ha. Ok, thì tổng kết lại thì mình đánh giá lại các lực lượng tham gia thị trường năm 2022 như sau. Về phía cổ đông nhà nước thì nhiều khả năng là bán nè. Về phía nhà đầu tư nước ngoài thì khả năng là họ sẽ quay trở lại, tuy nhiên lực mua chưa thể mạnh được trong năm 2022. Về phía cổ đông lớn của các doanh nghiệp thì có lẽ là sẽ mua vào. Và cái nhóm lực lượng mạnh nhất trên thị trường là nhóm nhà đầu tư cá nhân, tức là nhóm F0 thì khả năng cao sẽ là một lực đẩy quan trọng, lực đẩy chính luôn cho thị trường trong năm 2022 cũng như 2021 vậy đó. Như vậy thì 3/4 trong 4 lực lượng này là nhiều khả năng là sẽ hoạt động mua nhiều hơn là hoạt động bán nha trong năm tới. Do đó thì mình tin là năm 2022 tuy có thể không tăng quá mạnh như năm 2021 nhưng cũng là một năm tích cực. Thì ở video sau thì mình sẽ làm tiếp về định giá thị trường trong năm 2022 nha. Ok, nếu bạn thích video này và cảm thấy nó hữu ích thì hãy cho mình một like và hãy sub kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.